Bà Phương Hằng tiết lộ bị ông Võ Hoàng Yên và nhóm bốn luật sự hành hung ngay tại công an, có người từng bào chữa cho vợ ông chủ cà phê nổi tiếng. Lời kể của bà Hằng khiến bộ phận cư dân mạng khá bức xúc vì thái độ lộng hành của nhóm người này. Đầu tháng 3 năm 2021, vụ việc bà Phương Hằng tố hành vi lừa đảo của ông Võ Hoàng Yên đã gây sóng cộng đồng mạng. Trong một số buổi livestream, bà Hằng cho rằng giới nghệ sĩ Việt đã cấu kết với ông Võ Hoàng Yên để lừa đảo. Bà Phương Hằng nói, sự việc như vậy mà đám nghệ sĩ không ai lên tiếng bênh vực ông yên hết vậy, nhiều người thắc mắc lắm. Nào là Hoài Linh, Kỳ Duyên, Thanh Hà, Trường Vũ, nhiều người lắm nhưng sao không ai lên tiếng? Phát ngôn này chính là ngòi nổ khơi nguồn cho những lùm xùm với hàng loạt nghệ sĩ trong làng giải trí Việt. Trong buổi livestream mới nhất vào hôm nay 17 tháng 10, bà chủ đại nam bất ngờ tiết lộ, vào 8 giờ sáng ngày 16 tháng 10, bà đã lên công an thành phố Hồ Chí Minh theo thư mời để đối chất với ông võ Hoàng Yên theo bà hằng thần y cũng có mặt tại đây với bốn luật sư khác nữ ceo tố cáo tại buổi làm việc ông võ hoàng yên và các luật sư đã sĩ vã và hành hung bà chứng kiến cảnh tượng đó đồng chí công an đã phải can thiệp xử lý sau sự việc bà phương hằng cho biết sẽ yêu cầu trích xuất camera và làm đơn tố cáo hành vi của ông võ hoàng yên và nhóm luật sư được biết trong nhóm ra tay với nữ đại gia có luật sư lê thành kính người từng là luật sư bảo vệ bà Lê Hoàng Diệp Thảo trong vụ kiện với ông ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ông cũng từng là điều tra viên tại công an thành phố Hồ Chí Minh, tức nơi ông đến cùng với ông Yên hôm 16 tháng 10 để gặp bà Hằng chính là nơi làm việc cũ của mình. Trước đó, phòng cảnh sát hình sự BC02, công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra Xác minh tố giác về tội phạm của bà Hằng tố cáo ông Yên có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản phát hiện năm 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành. Đến ngày 18 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm do hết thời hạn kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm nhưng chưa có kết quả giám định. Đến nay, do đã có kết quả giám định, nên ngày 20 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm nhằm tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ. Theo nội dung đơn tố cáo thông qua báo chí bà Nguyễn Phương Hằng biết ông Yên có những hoạt động chữa bệnh và nhiều hoạt động từ thiện xã hội. Trong một lần gặp ông Yên đến chữa bệnh ở Bình Dương, bà Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, Dũng Lò Vôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam, có hỗ trợ ông Yên các hoạt động từ thiện, xây chùa, ủng hộ bảo lục nhiều tỷ đồng. Theo bà Hằng, trong các hoạt động đó, bà phát hiện ông Yên lạm dụng tín nhiệm của vợ chồng bà để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên làm đơn tố cáo. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé